Hồng Nhung xin mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chuyên mục Chuyện ngắn và Tâm sự thầm kín được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Và quý vị thân mến, hôm nay thì Hồng Nhung xin được gửi đến cho quý vị và các bạn một câu chuyện ngắn của một vị thính giả gửi về cho chương trình của chúng tôi trên kênh Audio Hải Ngoại về ban biên tập của chương trình. Và hôm nay thì Hồng Nhung sẽ thay mặt cho vị thính giả đó cũng như là ban biên tập chương trình gửi đến cho quý vị câu chuyện của người khán giả này. Và rất là mong vị khán giả đó có xem được clip này. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ đến với chuyện ngắn Hôn nhân không lối thoát. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay sau đây. Sau khi kết hôn 2 năm, chồng tôi bàn với tôi là đón mẹ lên ở chung để còn chăm sóc bà những năm bà tuổi già. Chồng tôi mất cha từ ngày anh còn nhỏ. Mẹ chồng tôi là chỗ dựa duy nhất. Mẹ nuôi anh khôn lớn, cho anh học hết đại học. Khổ đau cay đắng, bốn chữ ấy vẫn đúng vào vận số của mẹ chồng tôi. Tôi nhanh chóng gật đầu, liền đi thu dọn căn phòng có ban công hướng nam. Phòng đó có thể đón nắng và trồng một chút hoa cỏ ban công. Chồng tôi đứng giữa căn phòng ngập tràn ánh nắng, không nói câu nào, chỉ đột ngột bế bổng tôi lên quay khắp phòng. Khi tôi giãy giụa cào cống đòi xuống thì anh nói, đi đón mẹ của chúng ta thôi. Chồng tôi vóc dáng cao lớn, tôi thích nép đầu vào ngực anh. Cảm giác anh có thể tóm lấy cả thân hình mảnh mai, bé nhỏ của tôi để nhét vào trong túi áo. Mỗi khi chúng tôi cãi cọ và không chịu làm lành, anh thường nhấc bổng tôi lên quay tròn, cho đến lúc tôi sợ hãi van xin anh thả xuống mới thôi. Nỗi sợ hạnh phúc ấy làm tôi mê mẩn. Những thói quen ở nhà quê của mẹ chồng tôi mãi mãi không thể thay đổi được. Tôi thích mua hoa tươi bày trong phòng khách. Mẹ chồng tôi sau này không chịu được thì bà bảo, bọn trẻ các con bây giờ lãng phí quá. Mua hoa làm cái gì, nào có thể ăn được như cơm đâu. Tôi cười và nói, mẹ, trong nhà có hoa nở rộ, tâm trạng mọi người cũng vui vẻ theo mà mẹ. Mẹ chồng tôi cứ cúi đầu cằn nhằn, chồng tôi thì vội cười. Mẹ, người thành phố quen thế rồi, dần dần rồi mẹ sẽ quen thôi. Mẹ chồng tôi không nói gì nữa. Nhưng mỗi lần thấy tôi mang hoa về, bà vẫn không nhịn được, hỏi mua hết bao nhiêu tiền. Tôi nói thì bà lại chép miệng. Có lần thấy tôi xách cái túi lớn túi nhỏ đi mua sắm, bà hỏi cái này bao nhiêu tiền, cái kia giá thế nào. Tôi cứ kể thật thì bà lại còn chép miệng to hơn. Chồng tôi véo mũi tôi rồi nói, đồ ngốc, em đừng nói cho mẹ biết cái giá thật đó, có phải hơn không? Cuộc sống hạnh phúc đã lẳng lặng trôi, những âm điệu không êm đềm. Mẹ chồng tôi ghét nhất là thấy chồng tôi dậy sớm để nấu bữa sáng. Với bà, làm đàn ông mà phải vào bếp nấu nướng cho vợ ấy, làm gì có cái chuyện ngược đời đó. Trên bàn ăn sáng, mặt mẹ chồng tôi thường u ám. Tôi cứ giả vờ như là không nhận thấy. Mẹ chồng tôi bèn khô bát khô đũa canh cách. Đấy là cái cách phản đối không lời của bà đấy. Tôi là giáo viên dạy múa ở cung thiếu niên. Nhảy múa thôi đã đủ mệt rồi. Mỗi sáng ủ mình trong ổ chăn ấm áp, tôi không muốn phải hy sinh nốt sự hưởng thụ duy nhất đấy. Vì thế, tôi giả vờ câm điếc trước sự phản ứng của mẹ chồng. Còn mẹ chồng tôi thỉnh thoảng có giúp tôi làm việc nhà, thì chỉ làm tôi càng bận rộn thêm thôi. Ví như bà gom tất thảy mọi túi ni lông được đựng đồ và đựng rác trong nhà lại, bảo là chờ gom đủ rồi bán đông nát một thể. Vì thế cho nên là lúc nào trong nhà cũng toàn là núi ni lông dùng rồi. Bà tiếc rẻ không dùng nước rửa bát. Để khỏi làm bà mất mặt, tôi đành phải lén lút rửa lại lần nữa. Có một buổi tối, mẹ chồng tôi bắt gặp tôi đang lén rửa lại bát. Bà đóng cái cửa, đánh cái sầm một cái và nằm bên trong phòng khóc ầm ĩ. Chồng tôi khó xử. Sau việc này suốt đêm anh không nói với tôi câu nào cả. Tôi núng nịu làm lành, anh cũng mặc kệ. Tôi giận dữ hỏi anh, thế em rốt cuộc đã làm sai cái gì nào? Anh trừng mắt rồi nhìn tôi nói, em không chịu nhường mẹ một chút đi, ăn bát chưa sạch thì cũng có chết đâu. Sau đó cả một thời gian dài, mẹ chồng tôi không nói chuyện với tôi. Không khí trong gia đình bắt đầu gượng gạo dần. Thời gian đó chồng tôi sống cũng rất mệt mỏi. Anh ấy không biết là nên làm vui lòng ai trước. Mẹ chồng tôi không cho con trai nấu bữa sáng, mà bà xung phong đảm nhận cái trọng trách này.
Mẹ chồng tôi ngắm con trai sáng vui vẻ, lại nhìn sang tôi. Ánh mắt bà trách móc tôi là tôi không chọn trách nhiệm của người vợ. Để tránh bị khó xử, tôi đành ăn tạm gói sữa trên đường đi làm. Lúc đi ngủ, chồng tôi hơi buồn trách, hỏi tôi. Rudy, có phải em chê mẹ anh nấu cơm không sạch nên em không ăn cơm ở nhà? Lật mình, anh quay lưng về phía tôi lạnh lùng. Mặc kệ, tôi nước mắt tủi thân lẫn tràn trề. Cuối cùng chồng tôi thở dài. Rudy, thôi em cứ coi như là vì anh. Em ở nhà ăn sáng được không? Thế là tôi đành quay về ngồi ở bàn ăn ngần ngại bối sáng. Sáng hôm đó tôi húp bát tráng do mẹ chồng nấu. Đột nhiên, lợm giọng, mọi thứ trong dạ dày đẩy tống tháo hết ra ngoài. Tôi cuống cuồng bịt chặt miệng không cho nó trào ra nhưng không được. Tôi vứt bát đũa rồi nhảy bổ vào toilet nôn ọe hết. Tôi thở hổn hển được. Bình tâm lại, thấy mẹ chồng tôi đang khóc lóc than thân trách phận. Bằng cái tiếng pha rặt cái giọng nhà quê, chồng tôi đứng ở cửa toilet giận dữ nhìn tôi. Há miệng không nói được nên lời. Tôi đâu có cố ý đâu. Lần đầu tiên tôi và chồng tôi bắt đầu cãi nhau kịch liệt. Ban đầu mẹ chồng tôi ngồi nhìn chúng tôi. Bà đứng dậy, tất thểu đi ra khỏi cửa. Chồng tôi hằn học nhìn tôi một cái rồi xuống nhà đuổi theo mẹ. Suốt 3 ngày chồng tôi không về nhà, cũng không gọi điện. Tôi đang giận. Tôi nghĩ từ ngày mẹ chồng tôi lên đây, tôi đã đủ cực nhọc rồi, còn muốn gì tôi nữa. Nhưng kỳ lạ làm sao tôi vẫn cứ buồn nôn, ăn gì cũng không thích ngon. Thêm đó là vào việc nhà rối ren, khiến cho tâm trạng của tôi cực kỳ tồi tệ. Sau đó một đồng nghiệp bảo tôi, Rudy, chồng sắc mặt cậu xấu lắm, đi khám bác sĩ xem nào. Kết quả khám bác sĩ nói là tôi đã có thai. Tôi đã hiểu ra buổi sáng hôm đó vì sao mà tôi nôn ọe. Trong cảm giác hạnh phúc có xen lẫn chút oán trách, chồng tôi và cả bà mẹ chồng đã từng sinh nở. Vì sao họ không hề nghĩ đến cái lý do ấy? Ở cổng bệnh viện tôi gặp chồng tôi. Mới chỉ có hơn 3 hôm không gặp, chồng tôi đã trở nên hốc hác. Tôi đáng lẽ định quay người đi thẳng, nhưng trông anh ấy rất đáng thương. Tôi không nén được gọi anh lại. Chồng tôi nghe tiếng thì nhìn thấy tôi, nhưng làm như không quen biết. Trong mắt anh chỉ còn sự căm thù. Ánh nhìn ấy khiến cho tôi cảm thấy bị tổn thương. Tôi tự nói với mình, không được nhìn anh ấy, không được nhìn anh ấy. Tôi đưa tay với một chiếc taxi qua. Lúc đó tôi mong muốn làm sao được kêu lên với chồng tôi một tiếng, anh ơi, em sắp sinh con cho anh rồi, và được anh bế bổng lên quanh tròn hạnh phúc. Nhưng cái tôi mơ ước đã không xảy ra. Trên chiếc xe taxi, nước mắt tôi chậm chậm rơi xuống. Vì sao một vụ cãi nhau đã làm tình yêu trở nên tồi tệ như thế này? Sau khi về nhà, tôi nằm trên giường nhớ chồng, nhớ đến sự căm thù trong mắt anh. Tôi ôm ở góc chăn nằm khóc. Đêm đó trong nhà có tiếng mở ngăn kéo. Bật đèn lên, tôi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của chồng. Anh ấy đang lấy tiền. Tôi lạnh lùng nhìn anh không nói gì. Anh coi như không có tôi, cầm tiền và sổ tiết kiệm rồi đi. Có lẽ anh đã quyết định rời bỏ tôi thật sự. Thật là một người đàn ông khôn ngoan, tình và tiền rạch ròi thế. Tôi cười nhạt vài cái, nước mắt lại ồn ào lăn xuống. Ngày hôm sau, tôi không đi làm. Tôi dọn lại toàn bộ suy nghĩ của mình. Khi tìm chồng nói chuyện một lần cho rõ, đến công ty của chồng, thư ký hơi lạ lùng nhìn tôi bảo, mẹ của tổng giám đốc Trần bị tai nạn giao thông đang nằm ở trong bệnh viện. Tôi há mồm trợn mắt, chạy bổ tới bệnh viện. Khi tìm được chồng, mẹ chồng tôi đã mất rồi. Chồng không nhìn tôi, mặt anh rắn lại. Tôi nhìn cái gương mặt gầy gò, trắng bệch xanh tái lại của mẹ chồng. Nước mắt tôi tuôn xuống ảo ạt. Trời ơi, sao lại ra thế này? Cho đến tận lúc chôn cất bà, chồng tôi cũng không hề nói với tôi một câu. Thậm chí mỗi ánh mắt đều mang một nỗi thù hận sâu sắc. Về vụ tai nạn xe, tôi phải hỏi người khác thì mới biết đại khái là mẹ chồng tôi bỏ nhà, đi mơ hồ ra phía bến xe. Bà muốn về quê, chồng tôi càng đi theo bà càng nhanh. Đi qua đường, một chiếc xe buýt đã đâm thẳng vào bà. Cuối cùng tôi đã hiểu ra sự căm ghét của chồng. Nếu buổi sáng hôm đó tôi không nôn, nếu chúng tôi không cãi nhau,
Nếu như trong tim anh ấy, tôi chính là người gián tiếp gây ra cái chết của mẹ anh. Chồng tôi im lặng dọn đồ vào ở phòng mẹ. Mỗi tối anh về nhà nồng nặc hơi rượu, và tôi bị lòng tự trọng đáng thương lẫn sự ân hận dồn nén đến không thở được. Muốn giải thích cho anh, muốn nói với anh rằng chúng ta sắp có con rồi, nhưng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của anh, tôi lại muốn nuốt hết đi những lời định nói đó. Thà anh đánh tôi một trận, hoặc chửi bới tôi một trận còn hơn, cho dù tất cả đã xảy ra không phải do tôi cố ý. Ngày lại ngày cứ thế trôi đi trùng lặp. Chồng tôi về nhà ngày càng muộn. Tôi cố chấp, coi anh còn hơn kẻ lạ. Tôi là cái thằng lọng thắt trong trái tim chồng tôi. Một lần, tôi đi qua một tiệm ăn châu Âu, xuyên qua lớp cửa kính trong suốt kéo dài từ trần nhà xuống mặt đất. Tôi nhìn thấy chồng ngồi đối diện một cô gái trẻ. Anh ấy nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái. Tôi đã hiểu ra tất cả. Ban đầu tôi sững sờ, rồi tôi bước vào tiệm ăn. Đứng trước mặt chồng, nhìn anh chân chối, mắt thì khô cạn. Tôi chẳng có muốn nói gì nữa. Cũng nào thì nói gì. Cô gái nhìn tôi, nhìn chồng tôi, rồi cô đứng lên định bỏ đi. Chồng tôi đưa tay ấn cô ngồi xuống và anh cũng chân chối nhìn tôi, không hề thua kém. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng trái tim tôi đang đập thoi thóp, từng nhịp một cho tới tận ranh giới tái sanh của cái kết. Kẻ thua cuộc là tôi. Nếu tôi cứ đứng mãi như thế này, tôi và đứa bé trong bụng sẽ cùng ngã. Đêm đó chồng tôi vẫn không về nhà. Anh dùng cách đó để nói cho tôi biết, cùng với cái chết của mẹ, tình yêu của chúng tôi cũng đã chết rồi. Chồng tôi không quay về nữa. Có hôm đi làm về, thấy tủ quần áo bị động vào. Chồng tôi quay về lấy vài thứ của anh. Tôi không muốn gọi điện cho chồng. Ngay cả ý nghĩ ban đầu là giải thích mọi chuyện cho anh, giờ cũng đã biến mất. Tôi một mình sống, một mình đi viện khám thai. Mỗi lần thấy những người chồng thận trọng dìu vợ đi viện khám thai, trái tim tôi cứ như vỡ tan ra. Đồng nghiệp lấp lửng xua tôi nạo thai đi cho xong, nhưng tôi kiên quyết nói không. Tôi điên cuồng mới đẻ ra đứa con này, coi như một cách bù đắp cho cái chết của mẹ chồng. Khi tôi đi làm về, chồng đang ngồi trong phòng khách, khói thuốc mù mịt khắp phòng. Trên bàn đặt trước một tờ giấy. Không liếc qua, tôi đã biết tờ giấy viết gì. Trong 2 tháng chồng không về nhà, tôi đã dần dần học được cách bình tĩnh. Tôi nhìn anh, gỡ mũ xuống và bảo: anh chờ chút, tôi sẽ ký. Chồng cứ nhìn tôi, ánh mắt anh bối rối như tôi. Tôi vừa cởi cúc áo khoác ra vừa tự dặn mình: không khóc, không khóc. Mắt rất đau, nhưng tôi không cho phép nước mắt được lăn ra. Treo xong áo khoác, cái nhìn của chồng tôi gắn chặt vào cái bụng đã nổi lên của tôi. Tôi mỉm cười, đi tới, kéo tờ giấy lại, không hề nhìn, ký lên đó cái tên tôi rồi đẩy lại với anh. Brody, em có thai. Từ sau khi mẹ chồng gặp tai nạn, đây là câu đầu tiên anh nói với tôi. Tôi không cầm được nước mắt nữa, lệ tới tấp, tràn xuống má. Tôi đáp vâng, nhưng không sao đâu, anh có thể đi được rồi. Chồng tôi không đi. Trong bóng tối chúng tôi nhìn nhau. Chồng tôi nằm ôm lấy người tôi, nước mắt thấm ướt chăn. Nhưng trong tim tôi, rất nhiều thứ đã mất về nơi quá xa xôi. Xa tới mức, dù tôi có chạy đuổi theo cũng không thể vớ lại. Không biết chồng tôi đã nói xin lỗi em với tôi bao nhiêu lần rồi. Tôi cũng đã từng tưởng rằng tôi sẽ tha thứ, nhưng tôi không tài nào làm được. Trong tiệm ăn châu Âu hôm đó, trước mặt người con gái trẻ ấy, ánh mắt lạnh lẽo chồng tôi nhìn tôi, cả đời này tôi không thể nào quên nổi. Chúng tôi đã cùng rạch lên tim nhau những vết đau. Phía tôi là vô ý, còn anh là cố tình. Chỉ những lúc ấm áp khi nghĩ đến đứa bé trong bụng. Còn với chồng, trái tim tôi như lạnh giá băng. Không ăn bất cứ thứ gì anh mua, không cần ở anh bất cứ món quà gì, và không nói chuyện với anh. Bắt đầu từ lúc ký vào tờ giấy kia, hôn nhân cũng như tình yêu đã biến mất khỏi đời tôi. Có hôm chồng tôi thử quay về phòng ngủ, anh vào, tôi ra phòng khách. Anh chỉ còn cách quay về ngủ ở phòng của mẹ. Trong đêm thâu,
Đôi khi từ phòng anh vẳng tới tiếng rên kha khẽ. Tôi im lặng mặc kệ. Đây là cái trò anh thường bày ra. Ngày xưa chỉ cần tôi giận anh sẽ giả vờ bị đau đầu. Tôi sẽ lo lắng chạy đến, ngoan ngoãn đầu hàng chồng. Quan tâm xem anh bị làm sao. Anh sẽ vươn một tay ra tóm với tôi cười ha hả. Anh đã quên rồi. Tôi lo lắng là bởi vì tôi yêu anh. Còn bây giờ, giữa chúng tôi đâu còn cái gì đâu. Chồng tôi dùng những tiếng rên ngắt quãng để đón ngày đứa bé ra chào đời. Dường như ngày nào anh cũng mua gì đó cho con. Các đồ dùng của trẻ sơ sinh, đồ dùng của trẻ em và ngay cả sách thiếu nhi. Từng bọc, sắp chất đầy khan gian phòng của anh rồi. Tôi biết, chồng tôi dùng cách đó để làm tôi cảm động. Nhưng tôi không còn cảm thấy gì nữa. Anh đành ra mình trong phòng gõ máy tính lạch cạch. Có lẽ anh đang yêu đương trên mạng. Nhưng việc đó đối với tôi cũng không có ý nghĩa gì cả. Đêm cuối mùa xuân, cơn đau bụng dữ dội khiến tôi gào lên. Chồng tôi nhảy bổ ra. Như thể anh chưa hề thay quần áo đi ngủ, vì đang chờ đón phút giây này tới. Anh cõng tôi chạy xuống nhà, bắt xe. Suốt dọc đường nắm chặt lấy bàn tay tôi, liên tục lau mồ hôi trên trán tôi. Đến bệnh viện, anh lại cõng tôi chạy vào bệnh viện phụ sản. Nằm trên cái linh gầy guộc vỡ mát. Một ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi. Cả cuộc đời này còn ai có thể yêu tôi nhanh nữa không? Anh đẩy cửa phòng phụ sản, nhìn theo tôi đi vào. Tôi cố nén cơn đau nhìn lại anh một cái ấm áp. Từ phòng đẻ ra, chồng tôi vừa nhìn tôi và đứa bé. Anh cười mắt rưng rưng. Tôi vuốt bàn tay anh, chồng tôi nhìn tôi, mỉm cười. Rồi anh chậm rãi và mệt mỏi ngã rụi xuống. Tôi gào tên anh. Chồng tôi mỉm cười, nhưng không thể mở được đôi mắt mệt mỏi. Tôi đã tưởng có những giọt nước mắt không thể nào chảy vì chồng nữa. Nhưng sự thực lại khác. Chưa bao giờ có nỗi đau đớn mạnh mẽ đến thế, xé nát thân thể tôi. Bác sĩ nói, phát hiện chồng tôi đã bị ung thư gan vào giai đoạn cuối cùng. Anh đã gắng gượng cho đến bây giờ, kể cũng là một kỳ tích. Tôi hỏi bác sĩ phát hiện ung thư khi nào. Bác sĩ nói là 5 tháng trước. Giờ an ủi tôi phải chuẩn bị phần hậu sự đi. Tôi mặc kệ sự ngăn cản của y tá. Về nhà, vào phòng của chồng tôi bật máy tính. Tim tôi phút chốc bị bóp nghẹt. Bệnh ung thư gan của chồng tôi đã phát hiện từ 5 tháng trước. Những tiếng rên rỉ của anh là thật. Vậy mà tôi cứ nghĩ đó là có 200.000 chữ trong máy tính. Là lời dặn dò chồng tôi gửi lại cho con chúng tôi. Con ạ, vì con, bố đã kiên trì. Phải chờ được đến lúc nhìn thấy con bố mình được gục ngã. Đó là khao khát lớn nhất đời bố. Bố biết cả cuộc đời con sẽ có rất nhiều niềm vui, hoặc là sẽ gặp rất nhiều thử thách. Giá như bố được đi cùng con suốt cả chặng đường trưởng thành thì vui sướng biết bao. Nhưng bố không thể. Bố viết lại trên máy tính, viết những vấn đề mà con có thể sẽ gặp phải trong đời. Bao giờ con gặp phải những khó khăn đó, con có thể tham khảo ý kiến của bố. Con ơi, viết xong hơn 200.000 chữ, bố cảm thấy như đã đi cùng con cả một đoạn đời lớn con ạ. Thật đấy, bố rất mừng. Có phải con yêu mẹ con? Mẹ rất khổ, mẹ là người yêu con nhất, cũng là người yêu bố nhất. Từ khi đứa trẻ đi học mẫu giáo, rồi tiểu học, trung học, lên đại học, cho đến lúc tìm việc, yêu đương, anh đều viết ra hết. Chồng tôi cũng viết cho tôi một bức thư. Em yêu dấu, cưới em làm vợ là hạnh phúc nhất đời anh. Tha thứ cho những gì anh làm tổn thương em. Tha thứ cho việc anh giấu em bệnh tình. Vì anh muốn em giữ gìn sức khỏe và tâm lý chờ đón đứa con ra đời. Em yêu dấu, nếu em đem khóc thì tức là em đã tha thứ cho anh rồi. Anh sẽ mỉm cười. Cảm ơn em đã luôn yêu anh. Những quà tặng này, anh sợ anh không có cơ hội tự tay tặng cho con nữa. Em giúp anh mỗi năm tặng con vài món quà. Trên các gói quà anh đều đã ghi sẵn ngày tặng quà rồi. Quay lại bệnh viện, chồng tôi vẫn đang hôn mê. Tôi bế con tới đặt nó bên anh. Tôi nói, anh mở mắt ra cười với nó một cái nào. Em muốn con mình ghi nhớ khoảnh khắc ấm áp nằm trong lòng bố. Chồng tôi khó khăn mở mắt.
Anh khẽ mỉm cười. Thằng bé vẫn nằm trong lòng bố, ngọ nguậy cái đôi bàn tay hồng hào bé tí xíu. Tôi ấn nút chụp ảnh lách tách, để mặc nước mắt chảy dọc má. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nói sao nhỉ? Hồng Nhung nghĩ là chúng ta vừa đi qua một cái thước phim về cuộc đời của cô gái. Cô chỉ kể từ cái lúc bắt đầu cô lấy chồng, từ lúc chưa có con, cho đến cái lúc cả hai quyết định đón mẹ chồng lên sống cùng, rồi sẽ có những cái xích mích như thế nào. Mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở, luôn luôn sẽ có những sự xích mích giữa hai con người này. Và rất rất hiếm những gia đình mà mẹ chồng và nàng dâu hợp với nhau. Và nếu mà thường mẹ chồng nàng dâu hợp nhau thì con trai sẽ bị ra rìa đấy quý vị. Và trong hơi trường hợp này thì anh ấy yêu vợ, thương vợ, nhưng anh cũng lại rất thương mẹ. Anh thương mẹ hơn rất là nhiều. Chính vì thế là có những cái lúc mà tuy là mẹ anh sai đấy, nhưng mà anh ấy chỉ nhìn phiến diện về cái phía của mẹ anh thôi. Cho nên anh bênh mẹ và anh ấy hắt hủi vợ, anh nói vợ. Cho đến cái lúc mẹ bị tai nạn mất này, rồi hai vợ chồng họ bỏ nhau gián đoạn. Đến lúc anh ấy biết cô có bầu, anh ấy quay trở về để chăm sóc cho cô ấy và xin lỗi cô ấy, nhưng mà cô đã không đồng ý. Đến cho tận đến cái ngày cô đi sinh, cô phải đi sinh con, anh đã đưa cô đi, anh cõng cô ấy, rồi là anh đã viết thư anh chu đáo, vì anh đã biết trước được cái căn bệnh của mình không còn có thời gian nhiều nữa. Chính ra anh là một người rất là lạc quan. Khi mà bệnh tật như vậy, anh đã không tiêu cực, mà anh ấy còn chuẩn bị sẵn thư này, rồi vẫn là đối xử rất là tốt với vợ. Và anh ấy biết là trong thời gian mang thai rất là nhạy cảm, nhưng anh không bao giờ anh tiết lộ ra cái bệnh tình của mình để cho vợ bị sốc. Đến khi mà xong xuôi hết rồi, cô đẻ con ra rồi, đúng là ông trời ông ấy sắp đặt đâu vào đấy một số phận an bài. Khi mà cô sinh con an toàn khỏe mạnh rồi, anh mới cho cô biết là anh bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Đến khi biết thì mọi thứ nó đã quá muộn. Anh ấy đã bước đến chân trạm đến cửa tử rồi. Thời gian không còn nhiều nữa. Khi mà cô đọc được những cái lá thư anh gửi cho con này, cho vợ này, rồi chuẩn bị sẵn quà cho con này, đúng là một người đàn ông chu đáo, có trách nhiệm với gia đình, nhưng rất tiếc anh vắn số bệnh tật đã chuẩn bị cướp đi cái sinh mạng của anh, để cho vợ và con thơ ở lại trên cuộc đời này bây giờ rồi biết sẽ chống chọi như thế nào. Đọc xong câu chuyện này thì Hồng Nhung thấy nó như là một cái thước phim, nó quay, nó đưa chúng ta từ đầu cho đến cuối hành trình của họ. Nhưng Hồng Nhung nghĩ là ông trời sẽ không bao giờ bắt ai phải thiếu hụt cái gì đó. Khi họ mất cái nọ thì họ sẽ được cái kia. Và chắc chắn là cầu mong cho mẹ con nhà cô ấy sẽ vui vẻ hạnh phúc, sống vượt lên trong xã hội này. Và quý vị và các bạn cảm thấy như thế nào về câu chuyện này thì quý vị đừng quên chúng ta like, comment cảm xúc của mình bằng cách bình luận ở bên dưới. Và nếu quý vị có những dòng tâm sự khó nói, hãy viết thư, gửi email về chương trình của chúng tôi bằng cách soạn lá thư của quý vị và gửi về cái đường link đính kèm bên dưới video này. Và bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những dòng tâm sự và những chuyện ngắn của ngày mai. Hồng Nhung xin kính chào.